xin chào anh em các chú chào mừng anh em chú đã đến với kênh youtube của em duy đồng hồ uh, video ngày hôm nay thì em duy đồng hồ có về được ở trên đây là một chiếc uh, em về được duy nhất là một chiếc của dòng oresta anh em nhé uh, chiếc này thì em về được trong tình trạng đó là hàng mới và nó là cái phiên bản oresta uh, open -hood, nộ nộ cơ uh, màu xanh ngọc lục bảo anh em ạ chiếc này thì em về chỉ có một chiếc duy nhất thôi ở trong cái nô hàng lần này, này em về thì anh em chú nào mà đang đợi hàng với cái chiếc xanh ngọc lục bảo này để chúng ta có thể là mua đi chơi tết chẳng hạn hay là Uh, đeo trong cái uh, dịp lễ Tết sắp tới thì chúng ta có thể liên hệ sớm nhất uh, qua hotline để đặt hàng anh em nhé Bởi vì là cái số lượng hàng nó không có quá là nhiều và đợt tới thì cái nô hàng về uh, ở bên Nhật với em về nữa thì uh, em không chắc là một cái mức giá nó sẽ được ổn định như bây giờ dưới 8 triệu nhưng mà hiện tại bây giờ thì em đang để cho anh em một cái mức giá uh, đối với cái dòng Oresta xanh Ngọc Lục Bảo này thì sẽ để cho anh em với mức giá là 7 triệu 800 nghìn anh em nhé à, Bản Orenstar xanh ngọc lục bảo à, Mức giá này này em có một cái mức giá công bố ở trên video Thì anh em chú nào mà thiện chí mua hàng Thì tất nhiên là sẽ có một cái mức giá giao lưu tốt hơn hữu nghị cho anh em Với cái dịp cuối năm này à, Với cái dòng sản phẩm cao cấp nhất à, của nhà Oren là bản Orenstar xanh ngọc lục bảo nhé à, Với mã của em nó là REAT0002E Uh, trước này thì em vẫn cam kết cho anh em là hàng chuẩn nhật nội địa, chính hãng 100%, uh, bao test thoải mái cho anh em đi trách hãng toàn quốc Và bên em sẽ có chính sách bảo hành 5 năm đối với dòng sản phẩm này Từ năm đầu tiên thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh em 100% chi phí về máy móc kể cả do nội người dùng Và từ năm thứ hai đến năm thứ năm thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh em chú 50% chi phí spa làm đẹp đánh bóng nơi đồng hồ Cũng như là những cái chi tiết khác, đó, nó liên quan đến cái đồng hồ chúng ta Uh, và bên em sẽ có ship code đi toàn quốc nhé đối với dòng sản phẩm này thì hiện tại thì em chỉ còn một chiếc thôi nên là em về được một chiếc thì anh em chú nào mà quan tâm và muốn lên tay thì uh, với mức giá 7 triệu 8 thì anh em uh, vui lòng cọc trước tối đa cho em 200 trăm nghìn để bên em gửi hàng đi uh, theo đúng yêu cầu cũng như là đúng cái địa chỉ của anh em gửi đến nhé và cũng uh, rất mong sao mà được sự giao lưu với anh em chú trên cả nước với cái chiếc đồng hồ Oresta phiên bản xanh ngọc độc bảo uh, cuối cùng trong uh, năm nay bạn này thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế form size em sẽ đo qua cho anh em. chiếc à, này thì sẽ có là form size. Ở đây thì em sẽ có là size là size 39. Uh, đây. 39.3 anh em nhé. Và độ dày ở đây thì em có là 12.5. Cùng với đó thì càng của chiếc này thì em có ở chiếc này thì chúng ta sẽ có là càng là 45.6 Thì với size 39.3 này thì nói chung là cổ tay của anh em nhỏ Nhỏ gọn thì đeo lên tay chiếc này nói chung cũng rất là ok này thì uh, em sẽ lên tay thử cho anh em xem qua với chiếc này với size là size tay là size tay 16 nhá. đây anh em xem qua với size tay của em là size tay 16 thì lên tay chiếc này nói chung là cũng rất là ok vừa. Đó, còn anh em nào cổ tay nhỏ khoảng độ tầm mười năm thì muốn lên tay chiếc này thì nói chung là cũng rất là đẹp đấy bởi vì là cái chiếc này thì nó cân được hết cổ tay của anh em nhỏ à, đều có thể đeo được. nó mà thì nó là một cái màu mặt xanh ngọc bảo rồi nó là một cái màu uh, hơi trầm nó là một cái màu uh, hơi trầm. ở cửa hàng anh em thì hiện tại thì em còn một chiếc màu trắng để mi vàng nữa Uh, anh em nào mà quan tâm thì cứ liên hệ nhé những cái màu khác thì em vẫn còn để giao lưu cho anh em nhưng mà cái số lượng hàng nó cũng không còn quá là nhiều để phục vụ cho anh em dịp cuối năm này và anh em chú nào mà quan tâm và đặt hàng sớm thì em sẽ gửi sớm đi bởi vì là cho cái dịp cuối năm này thì hàng nó rất là nhiều để uh, nó có thể xảy ra cái tình trạng đó là bị ùn hàng từ đấy thì anh em sẽ nâu nhận hàng hơn và khả năng thì Ờ, nếu như mà anh em đặt muộn thì nó sẽ vào sau tết chẳng hạn Đó, nói chung là anh em ưng thì anh em nên cứ liên hệ sớm nhất để đặt hàng trong cái video ngày hôm nay hoặc là những cái mẫu mã nào mà anh em ưng thì cứ liên hệ nhé em sẽ giao lưu cho anh em một, một, cái mức giá tốt nhất hữu nghị nhất để cho anh em lên tay trong cái dịp cuối năm này rồi em này thì sẽ có bản 50 giờ chữ có tối đa chúng ta sẽ có một cái nộ cơ open hết được đạt ở góc hơn 9 giờ cho chúng ta nộ tim của cái cỗ máy này F6R4 được trang bị ở trên cái dòng máy này anh em nhé và chúng ta sẽ có một cái màu xanh ngọc bảo Cái màu này thì ra ngoài trời thì nó nổi hơn rất là nhiều Đó, Nó đẹp hơn à, Chúng ta sẽ có dạ quang tại những bộ cọc số 12 bộ cọc số này Kim giờ kim phút chúng ta cũng đều có dạ quang Và cái phần viền benzen của chiếc này thì nó sẽ có đánh bóng Và phần càng thì sẽ có phai xước cho anh em Rất là đẹp Bên phần đúng chỉnh thì chúng ta sẽ có nên có tai à, Xin các bác là sẽ có logo OS của Orange Star và sẽ có khía cạnh như thế này Với cái cỗ máy cơ automatic có hỗ trợ có tai Nên có tự động cũng như là hai stop dừng kim dây khi chỉnh giờ à, Đây là những cái chức năng và option à, gần như là không thể thiếu trên mỗi chiếc đồng hồ Mà chiếc này thì nói chung là nó đầy đủ hết cho anh em chơi nhé Càng thì được trang bị một chiếc càng sừng trâu cong vòng 90 độ so với cái phần dây Nên từ đấy thì cái phần càng này nó không có quá là dài Để cho anh em cổ tay nhỏ thì vẫn có thể lên tay được À, tiếp theo là phần mặt đáy thì chúng ta sẽ có mặt đáy hở với cái phần bố vàng của Orange này. Chúng ta sẽ có là qua từ xi tường số 13 tương đương với 100 m nước. À, đi mưa tắm giặt rửa tay bơi nội thoải mái cho em. Stainless steel tấm tay công gì, front crystal, Epson và hàng chính hãng Make in Japan cho anh em. Đợt này thì cái nô hàng em về không còn quá nhiều, em chỉ có một chiếc thôi, mức giá 7 triệu 8 giao lưu cho anh em chiếc này. À, bảo hành 5 năm free ship toàn quốc anh em nào mà quan tâm thì muốn lên tay với cái chiếc này lên tay trong cái dịp tết nguyên đán này là anh em muốn đi chơi đeo đi chơi đi dự hội dự tiệc thì cũng rất là ok nhá dây thì sẽ được trang bị một bộ dây thép đúc hoàn thiện ba dạng chỉ phai xước và hai dặn chỉ đề mi đánh bóng ở phần giữa dây cho chúng ta rất là đẹp nhá kính thì được trang bị là một bộ mặt kính sapphire hoàn thiện rất là đẹp và sáng này chống chảy xước tốt Đó, mặt kính thì cũng rất là trong cho chúng ta Trước này bảo triệu 8 lên tay cho anh em nào mà quan tâm đến dòng sản phẩm của Orenstar Nhỏ gọn, dễ đeo, không quá là cầu kỳ và nội cơ khỏe khoán nam tính thì anh em cứ liên hệ sớm nhé em sẽ gửi hàng đi cho anh em theo đúng cái yêu cầu và sẽ giao lưu cho anh em mức giá tốt hơn đó anh em nào chỉ cần liên hệ và em sẽ để cho anh em một cái mức giá tốt nhất ở trong video ngày hôm nay cảm ơn em rất là nhiều xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em ở những video tiếp theo xin cảm ơn